kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Hiện thế người tựa gốc nho sai trái trong nội thân nhà người. Con cái người như đám cây o liu xung xuê quanh mầm bàn. Kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Ngàn ân lòng của Chúa ban tràn chứa trên kẻ kính sợ Ngài. Xin Chúa từ trên núi Sion chung phong suốt cả đời suốt cả đời người. Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Cháu người đông đúc như sao trời, an vui đến muôn ngàn đời, đến muôn ngàn đời. Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên